Chào tất cả các anh đã quay trở lại kênh Bật Lửa Quý Tộc. Hôm nay em về được hai cây đèn dầu bằng đồng. Cây thì nó nhỏ xíu, cây mini với cây thì nó to. Tất cả đều là bằng đồng hết nha. Đầu tiên em giới thiệu trước cây nhỏ trước đi. Cây này là ba cái chân đồng, tình trạng là nó rất là lành lặn nha, không có cấn mót qua điểm nào hết. Nên xem kỹ nè. Cái này nó bằng đồng nhưng mà thời gian nó đen xỉn xuống là em để nguyên vậy, em không đánh, em chỉ nó lau sạch bụi rồi thôi nha. Cái màu nó cũng không bị mót một chỗ nào hết nha. Đầu đèn thì hoạt động ok, nhận lên nhận xuống ok. Đốt cái này nữa luôn. Bóng này bóng gì mà nó bóng này nó ngắn, bóng này chỉ có một điểm chút xíu đây là nó có cái vết thấp nhỏ xíu đây nè, không nhìn không thấy được xíu đây nè. Nó nằm nhưng mà nằm ở dưới đây nha, nó không có, không phải là nó bị trên đây một xíu đây nè, nó thấp bằng móng tay y như móng tay. Rất là đẹp, cái màu đồng nó xỉn xuống anh nhìn nó rất là đẹp nha. Đo kích thước cái chân nó, cái đường kính nó khoảng 8 cm nha, cái bầu trên nó cũng cỡ đó, 8 cm thì em chỉ đo tương đối thôi chứ cũng không có đo, cái này cũng không có chính xác lắm, tuyệt đối là từng mm nha. Chiều cao từ cái chân mà lên tới đỉnh bóng là 40 cm. Cái này hình ảnh chi tiết và giá bán là em để trong phần mô tả, mấy anh cứ bấm vào đó, em để link trang web trong đó, anh bấm vô cái link đó là nó tới cái trang web này, có hình ảnh chi tiết và giá bán đầy đủ hết nha. Cái cây này, cây này thì lúc được mua nó thì nó rất là đẹp, vận chuyển về thì nó bị mót chỗ này, chân nó thì lúc viên nó là bên đó là đã mót vậy rồi, thì mình theo thời gian thì có cây nó lành lặn, cây mót là kẻ chấp nhận được. Nó mót hai điểm, điểm bên đó, điểm này em đóng gói không kỹ. Nó phối hai màu vừa đồng láng với đây là hoa văn. Hoa văn này thì cái miếng đồng này là đồng đúc hết nha. Cái bình này thì đồng là đồng dập, đồng cuốn. Này thì đầu đèn, đầu đèn nó xịn. Bóng này là bóng zin hết nha. Bóng này thì không có bị gì hết, lành lặn, ok. Cái dòng đuôi đèn này thì dặn rất là nhẹ, mày mở em sẽ... Cái dòng đuôi đèn có cái gài này nè, mà thành đồ gôn, dặn rất là nhẹ. Xem chi tiết chút nha, anh nào mua hàng thì vui lòng xem kỹ video giúp em chi tiết. Không quay xíu lên trên dàn bệnh đồng điểm móc méo rồi quay kỹ hết nha. Mấy anh mua những hàng đúng y vậy, chứ không có con cây gì nhất là không có cây thứ hai đâu. Kính với chân nó khoảng 13 cm
Thì cái bầu nó thì lớn hơn chút xíu, phải tầm 14. Là 50, khoảng 54 cm. Hai cây đều là rất là hoạt động hoàn hảo nha. Anh nào muốn mua cây nào thì cứ bấm vào cái phần mô tả, cái đường link trang web này mà có giá bán hình ảnh chi tiết hết. Người thử bình bình. Rất là đẹp nha, sáng rồi. Em kết thúc video tại đây, chào tạm biệt với anh, hẹn gặp lại với anh vào những video sau. Bye bye.